sự khác lạ, độc đáo luôn là điểm thu hút với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Quán cà phê nằm giữa công trường đang xây dựng dở dang ở Hàn Quốc là một ví dụ. Tòa nhà 3 tầng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc vốn là căn nhà được cải tạo để trở thành phòng trưng bày. Do công việc cải tạo bị gián đoạn vì thời tiết giá rét, chủ sở hữu tòa nhà đã quyết định biến nó thành một quán cà phê tạm thời với sự trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Giữ nguyên hiện trạng như một công trình xây dựng, quán cà phê đã tạo nên khung cảnh có một không hai, khách đến quán đội nón bảo hiểm và chụp ảnh. Trong khi những người khác lại thưởng thức cà phê hoặc vẽ graffiti trên những bức tường bê tông đổ nát, quán cà phê đã nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ khi chúng được chia sẻ lên mạng xã hội.